ria bơn đơn mơn búp lắp bùn giang đưa mau mà là chưa được. Thấy bây giờ các cháu phát âm chưa rõ ràng lắm. Nga bi sam đưa mau đưa nga bi sam đưa mau đưa nga bi sam. Mọi người học chưa? Rồi 1 2 3 yeah. Cu cơ gì giang bùm ria ria đơn mơn búp lắp bùn lumba soranga mata kebi eda chua mau bung bung hema cham emau mau ema bắc bung bung mau bung ro nga bi sam đuôi mau lưu nga lắc ra lin yeah. Xem nào các bạn hãy tìm gian hàng của cô Lan dựa trên bức hình đính kèm. Trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, khu chợ xe trụ số 5. Tại đây các bạn chỉ được phép sử dụng đàn hội thoại vừa đọc được để nói chuyện với cô. Đội nào nhận được vùi theo đúng yêu cầu trước, vùi phải vừa vặn, được trang trí bằng hoa nhiều màu sẽ giành được mảnh ghép phụ thứ hai cũng như địa điểm tiếp theo của chương trình. Lưu ý, nếu cô Lan không hiểu hoặc làm sai yêu cầu của bạn, bạn buộc lòng phải quay trở lại gặp chú Amaku học lại đến khi nào hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tới rồi đó. Công công số 5 bên này nè. Samata Klepi Adat Mao Yopun. Lên revive này, revive vô đi. Ôi đúng rồi. Yeah. Cô, chào cô phải là cô Hà Lan cô. Không. Cô gơ chi chan. Phung mai ria đang mong. Phung này là phung của phung. Phung mai sẽ là ngã. Samata Klepi Adat Mao Yopun. Bung mau wong rong. Nga bi sam đưa nga blu nga. Lắc chắc lưu lin. Cảm ơn cô. Lắc chắc lưu lin. Các bạn hãy tìm gian hàng của cô Hoa Lan dựa trên bức hình đính kèm. Bác gùi ở đâu hả cô? Bác gùi này. Các bạn hãy giải mã và mang gùi đến địa điểm sau. Điện thoại đâu? Đây, cô Hà Lan. Cô cơ gì nha? Bùm mìa rìa đơn phân bắc lắp bùm. Lùng mê sơ răng nha. Chị ơi, chị có thể nào cho em mượn điện thoại được không? Em giải mã một cái số trên đây rồi em giải lên cho chị. Thôi, điện thoại bằng phím bình thường thôi. Chị giúp em với tại vì xong cái này em giải mã. Dạ rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều. Giải mã. Lấy điện thoại ở sắc trong đen mới giải mã được. 548 là gì thôi? Điện thoại lại. Tin nhắn. Thấy chưa, cái tiếng này là tiếng nhật bản. Mẹ bà, cái này quen lắm nè, cái này quen lắm. Ngon tự nhiên mình không nhớ cái. Cô cho cháu một cái điện thoại của mình. Ôi, mềm phim. Có bàn phim á. Dạ, dạ, cái này. Đây. Rồi. Chọc đi. 548. Ghép xong, viết xong mình cắt ra. B, C, D. Giống như cái khu này, một cái khu của một cái chợ do đồng bào tên đồng bào mình đây nè. Mình hỏi đi. Thật em đang nghĩ giờ đi hỏi á. Vì mình đang không xác định được là cái dòng chữ này là như thế nào thì mà cũng không biết là tình hình của đội trắng là sao. Em nghĩ chắc cái đội trắng cũng không có khá hơn đội xanh của chúng ta. Ồ, mình thấy cái này đến năm 10 gram. Giang sinh. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở đâu? Nhưng mà biết chữ là chữ gì vậy? Cái Giang sinh. Rất xa thì không thể nào. Xa thì không thể nào. Hay giờ mình lấy xe đạp mình đi theo đội trắng. Đúng rồi đó Hùng. Em nghĩ là vậy hả? Đi, trời ơi. Trả điện thoại cho người ta. Trả điện thoại. Trời chứ ra rồi, chạy lên. Họ thấy mình đi, họ đi theo. Họ chưa biết. Stop here. Họ đang nhìn bà Bun, bà Nhi đang nhìn mình. Thấy được chứ, rất là tự tin về cái việc giải mã này. Cho nên đó là trong khi đó đội xanh thì chưa có giải được một chữ gì hết mà chữ khô. Suy nghĩ đi. Nên là bây giờ đang chờ đội trắng xuất phát là đội xanh bám liền. Hỏi không? Nhưng mà tình hình là nãy giờ vẫn thấy đội trắng đứng yên một chỗ. Bên kia là chưa có biết. Bây giờ là em biết một cái đường tắt. Mình cứ giảm vào đi theo đó. Nếu mà nó mà không đi theo mình là mình cắt luôn. Theo đi. Bỏ chơi. Theo chơi. Chơi.
đuôi họ đang đi theo mình kìa. Chị cua chị đi qua đây cho nó trống trải. Bây giờ mình phải đi cắt đuôi. Sao họ mới đi theo mình vậy? Kệ, mình phải cắt đuôi. Mình lên quảng trường mình ngồi không mát. Họ chưa biết mà. Là trên đường mình đi mà mình thấy cái khu vực đi mà hướng hướng ra gần chỗ đó là mình xác định là 100% là ở chỗ đó là mình đi luôn. Dạ đi. Mà kệ nó. Biết cái bản thì ba. Mình nhìn lại đi. Thằng lui lại đây. Có chuyện này em với anh giải quyết ở đây luôn đi. Em không thể nào đợi được nữa. Anh cứ nói ra cái chuyện đó đi. Em không thể đợi được nữa. Mà sao mà không ngăn nhận được? Chơi chiêu nè, đang chơi chiêu cãi nhau nè. Không phải, tại vì anh biết cái chỗ đó. Anh biết cái đường đó. Rồi, cái chỗ đó là không phải là cái chắc luôn nè. Mà bây giờ tụi mình hội ý riêng cái đi. Ra qua bên kia hội ý đi. Em nói nghe. Bây giờ đội trắng tìm được chỗ rồi đúng không? Đúng không? Hay là chưa tìm được? Nếu chưa tìm được, bây giờ cả riêng từng đội cũng không tìm được thì không đi không cùng nhau làm một cái. Chắc đi đâu là mình đi đó. Nghe nè. Bây giờ đội trắng ăn kem rồi sao đi ăn chung không? Đi, đi ăn. Hú 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 hú. Ấy giờ tắm tắm. Cũng phải đi. Quay đây. Quay đây. Này, đúng rồi, chỗ đó nha. Chỗ đó là bữa đoàn làm là ở khu vực này nhà xin. Dạ, gần nhà xin đó thì lại có là là khu bảo tồn hả? Chỗ em ơi, có ai có điện không? Gần chữ Giang Xin là cái gì? Giang Xin. Đâu bấm sao? Dạ, chữ Giang Xin này. Nói chung là nguyên chữ sau là chữ xin đó chị. Chắc không? Chắc. Đi. Chị Quỳnh kìa, em đi từng sau đi em vội quá. Chị Quỳnh mệt rồi.